Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái video về khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 nha các bạn. Thì hôm nay thì tính đi uống cà phê với khách hàng bên này. Thì tiện đường làm luôn về cái thước phim về khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 cho các anh chị xem. Trên màn hình thì chúng ta đang di chuyển trên cái trục đường số 65 khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Trên con đường này thì cái giá trị bất động sản rất là cao so với những cái trục đường nội khu. Giá bình quân tại cái con đường này chị từ 200 triệu cho đến 230 triệu một mét vuông. Bên góc bên tay phải màn hình đó, thì là cái loại nhà phố biệt thự 12 mét chiều ngang nhân cho 24 mét chiều dài. Một căn biệt thự trên cái con đường này thì đang rao bán tại cái thời điểm tháng 3 năm 2023 nó có cái giá tầm chừng 60 tỷ cho đến 68 tỷ một căn. Hiện tại thì tính đang nắm 2-3 căn ở khu vực này. Còn cái lộ mà nhà mà có chiều ngang là 6 m nhân cho 22 m thì nó đang có cái giá giao dịch ở mức là tầm chừng 30 tỷ cho đến 33 tỷ một căn nha chị. Phía trước màn hình chúng ta đang thấy là cái góc ngã tư kết nối giữa trục đường 65 với lại trục đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bên góc bên tay trái màn hình á, cái sản phẩm một cái lô đất cân gốc thay mặt tiền á, đường số 65 với lại trục đường số 48 thì Tiến cũng đã chào bán trên kênh với cái giá chào bán là 29 tỷ đồng. Cái lô đất này thì nó có cái chiều ngang là 5,75 m và chiều dài là 20 m nha anh chị. Bây giờ đây là góc ngã tư rồi nè. Bây giờ tính cho quay trở lại, tại vì hôm nay thì mình sẽ đi cái video hành trình đi về những cái nội khu, khu dân cư, các khu dân cư để nói cho các anh chị nghe. Thì cái thước phim này thì là cái thước phim sập, cho nên thì cũng có nhiều anh chị em cũng muốn là lấy phim của mình để làm video marketing hoặc là làm những cái tư liệu trên kênh của mình, trên Zalo hay là trên Facebook hoặc là trên fanpage hay là trên YouTube. Thì có nhắn tin cho Tín thì Tín nó nói là cái thước phim này các anh chị được phép dùng vào những công việc bán hàng cũng như là làm những tư liệu và là làm tất cả mọi thứ. Thước phim này thì Tín cho phép nha các chị, mà Tín nói trong video rồi Tín cũng rất là thoải mái trong vấn đề mà quay phim cho các anh chị cũng như là giúp cho các anh chị có thể là qua cái thước phim của Tín có thể là làm video marketing. Các anh chị thấy đây là cờ hoa rực rỡ trên con đường số 65. Thì cái công việc môi giới bất động sản thì mình đi rất là nhiều khu dân cư, thì mình cũng muốn là cho các anh chị dùng cái phim tư liệu của mình để làm những cái việc khác cũng được, không vấn đề gì cả. Các anh chị cứ việc lấy phim của Tiến nha, không có ảnh hưởng gì hết. Chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau để cùng kiếm tiền là được rồi, không có vấn đề gì cả. Tiến cũng rất là khoáng. Tiến đang di chuyển vào trục đường số 40 khu dân cư Tân Quy Đông. Cái con đường này thì nó kết nối giữa khu dân cư Tân Quy Đông với lại khu dân cư An Phú Hưng nha các anh chị. Chúng ta đi thẳng là đến khu dân cư An Phú Hưng. Tại con đường này thì cái loại nhà phố là 4 mét nhân cho 4 mét chiều ngang nhân cho 16 đến 19 mét chiều dài, thì đang giao dịch ở thời điểm này thì nó nằm ở mức từ 15 tỷ 500 triệu cho đến 16 tỷ một căn, thì theo diện tích kết cấu cho nên thì nó có cái giá trị khác nhau. Mình sẽ chạy tới ngay chỗ góc công viên khu dân cư An Phú Hưng rồi mình quần lên lại khu dân cư Tân Quy Đông nha chị. Phim ảnh thì những cái thước phim này thì nó thực tế 100% và nó ghi hình lại bằng cái những hình ảnh nó sống động. Thì mỗi ngày công việc môi giới thì Tiến cũng có đi ghi hình và các khu dân cư và về mình biên tập lại phim. Thì trên cái kênh Tiến Villa thì Tiến biên tập, không có biên tập nhiều mà quay video hành trình và up trực tiếp và kể những cái câu chuyện riêng tư của mình trên cái hành trình làm công việc bán bất động sản tại khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái công viên An Phú Hưng các anh chị. Tại đây thì nó có một cái quán cà phê, có cái view nhìn ra sông rất là đẹp. Trên cái trục đường này thì có cái view tiếp giáp với sông kênh Rạch Bàn. Thì Tiến cũng có một cái lô đất có chiều ngang là 7 mét chiều ngang ngay chỗ cái bà mà bán ve chai đang lụm
là 7 mét chiều ngang nhân cho 18 mét chiều dài, tổng diện tích đất cũng nhận là 126 mét vuông, đang rao bán với cái giá là 21 tỷ đồng. Nếu mà anh chị quan tâm đến cái lô đất này thì hãy gọi cho Tí nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trục đường số 41 để rẽ lại tại khu bên tay phải màn hình chúng ta là khu dân cư An Phú Hưng rồi các chị. Nó tiếp giáp với lại trục đường số 41 và là trục đường số 40 là chia cắt giữa hai khu dân cư này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô lại cái khu dân cư Tân Quy Đông. Trong những tập tiếp theo ngày khác thì Tiến sẽ qua khu dân cư An Phú Hưng quay phim cho các anh chị xem về khu dân cư An Phú Hưng. Vì hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề là khu dân cư Tân Quy Đông, cho nên thì mình sẽ ghi hình ở khu dân cư Tân Quy Đông là chính. Con đường này là con đường số 40 khu dân cư Tân Quy Đông nha anh chị. Con đường này là con đường thông, xe cộ lưu thông rất là nhiều. Về vị trí khu dân cư Tân Quy Đông thì nó rất là gần trung tâm Sài Gòn. Từ khu dân cư Tân Quy Đông các anh chị có thể đi về trung tâm Sài Gòn ngay cổng chợ Bến Thành á, thì trong phạm vi bán kính di chuyển khoảng tầm chừng 5 cây số, trong thời gian di chuyển là khoảng từ 12 đến 15 phút di chuyển đi xe. Qua những thước phim ảnh này thì một mặt nào đó giúp cho các anh chị dễ hình dung hơn về nhà cửa, đường xá tại các khu dân cư. Thì cái video mà hành trình này thì nó ghi hình lại 100% về những hình ảnh thực tế và những cái tiếng xe và tiếng còi xe trên con đường mình di chuyển thì nó sinh động hơn thay vì mình để tiếng nhạc. Và trong những cái phim mình di chuyển thì mình có nói trên những cái con đường thì nó thực tế nó bám sát vào những cái video hành trình và để cho các anh chị dễ hình dung. Ở đây là cái con đường số 53 nha chị. Tại cung đường này thì Tiến cũng có hai căn nhà đang rao bán với mức giá là từ 21 đến 22 tỷ một căn. Ở khu vực này thì cái nhà là có diện tích là 7 mét chiều ngang nhân cho 18 mét chiều dài. Qua thước phim này thì một mặt là chủ yếu là nói cho các anh chị biết, ghi hình cho anh chị biết là giá trị cũng như là hình ảnh nhà cửa đất đai tại khu vực này như thế nào. Và qua thước phim thì mình có thể hình dung được là khu dân cư này nhà cửa nó xây theo cái chủng gì vân vân. Chúng ta đang lưu thông trên con đường số 30. Đây là một cái con đường mà có cái khoảng thông thoáng, xe cộ qua thông rất là nhiều và có cái lộ giới rất là rộng. Và trên con đường này thì nhà biệt thự cũng rất là nhiều nha anh chị. Và cái hướng view mà chúng ta chạy thẳng đây là chạy thẳng lên ngay chỗ mà cái tòa nhà căn hộ Sunrise City của tập đoàn Neverland. Các anh chị thấy cái tòa nhà cao cao phía trước màn hình chúng ta không thấy không? Là cái tòa nhà khu căn hộ Sunrise City quận 7. Tiến cũng cung cấp giải pháp bán hàng trong cái khu căn hộ đó rất là nhiều. Nếu mà các anh chị mà quan tâm đến căn hộ bên Sunrise thì hãy gọi cho Tiến theo số phone là 0983 383 09 nha các anh chị. Các anh chị thấy con đường số 53 này, con đường số 30 nè, thấy lộ giới rất là rộng và nhà cửa cây cối hai bên đường rất là thông thoáng. Khu vực dân cư Tân Quy Đông thì nó rất là gần ngay góc ngã tư trục đường Nguyễn Thị Thập và trục đường Nguyễn Hữu Thọ nha anh chị. Ngay vị trí đó là cái chỗ mà siêu thị Lotte Mart quận 7. Chúng ta vừa băng ngang qua cái nhà thiếu nhi quận 7. Trong những thước phim hành trình thì trên kiến kênh của Tiến Villa thì Tiến ốc hầu như là phim sạch là chủ yếu. Các anh chị muốn lấy phim làm tư liệu thì cứ mua đó mà lấy. Thì Tiến cũng một mặt ở đó qua cái kênh này thì Tiến cũng muốn là giúp cho các anh các chị mà có mong muốn làm YouTube thì có thể lấy cái kênh Tiến Villa làm lấy video gốc ở trên đó, mình tải về một số video gốc đó mà tải về mà làm. Những cái gì mà Tiến up lên thì Tiến cho phép mấy anh chị được phép sử dụng chứ không có vấn đề cả. Những cái video mà Tiến đóng logo thì mấy anh chị không được phép. Còn video sạch thì mấy anh được phép được đóng, được sử dụng như là đây là cái trục đường số 75 tiếp giáp với lại trục đường Nguyễn Thập ngay điểm nối lại của siêu thị Lotte Mart quận 7 các bạn nha. Mình sẽ chuyển ống máy quay qua cho các bạn thấy ngã tư đó là siêu thị Lotte Mart quận 7.
Bây giờ chúng ta sẽ quay vô lại trục đường số 75 để di chuyển lại vô lại khu dân cư Tân Quy Đông. Thì khu dân cư Tân Quy Đông thì nó có một cái góc nhỏ trong này thôi chứ không có nhiều. Cho nên thì về cơ bản thì cái khu dân cư này thì nó cao ráo, nhà cửa đường xá nó quy hoạch rất là rộng rãi so với những cái phường khác. Như đây là thuộc phường Tân Phong nha các anh chị. Phường Tân Phong thì các anh chị thấy những hình ảnh trên đường chúng ta di chuyển, đường xá người ta quy hoạch rất là rộng. Còn những phường Tân Quy thì đường xá nó quy hoạch rất là hẹp, rất là nhỏ mà rất là chật chội. Cho nên thì hôm nào thì Tính sẽ di chuyển qua khu vực phường Tân Quy cũng như là phường Tân Kiển các anh chị xem. Phường Tân Phong thì anh chị thấy cái khu dân cư Tân Quy Đông, ở đường xá hai bên đường rất là rộng rãi. Ở bên góc trái màn hình ngay cái cột điện thì Tính cũng có một cái căn nhà có chiều ngang là 7m nhân cho 22m chiều dài. Tổng diện tích đất công nhận là 132m2, đang rao bán với cái giá là 24 tỷ đồng. Còn ở chỗ ngay xe đỏ đỏ này thì cũng có một cái lô đất 7m chiều ngang nhân cho 22m chiều dài, 132m2, cũng đang rao bán với cái giá là 19 tỷ 500 triệu nha anh chị. Thì qua phim ảnh thì mình làm cái nghề bất động sản thì mình sẽ đi vòng vòng mấy con đường và mình kể những cái câu chuyện mình di chuyển trên đường cũng như là cái công việc hàng ngày của một người bán bất động sản, làm môi giới bất động sản nó như thế nào. Cái nghề môi giới bất động sản bên video marketing đó thì nó rất là cực, nó không như những mấy bạn môi giới khác mình ngồi mình một chỗ mình copy bài mình đăng tin đâu. Nói chung là làm cái gì nó cũng nó bỏ công bỏ sức ra làm thì thành quả mình thu hoạch nó sẽ lớn hơn và cái khả năng bán hàng của mình nó sẽ cao hơn so với những cái bạn mà đăng tin. Ngay cái bên góc phải màn hình thì năm ngoái cái căn biệt thự này đang rao bán với cái giá là đã khớp lệnh anh chị, 55 tỷ. Đường số 75 đã khớp lệnh rồi, 12m chiều ngang nhân cho 24m chiều dài. Một bạn cùng công ty đã bán được. Video đó thì Tính cũng có làm video đó nhưng mà không có duyên bán được căn sản phẩm này. Cái nghề làm môi giới bất động sản thì các anh chị biết rồi đó, nó cũng theo có duyên mới làm được chứ không phải là ai cũng muốn là làm được đâu. Cho nên thì cái nghề này cũng phải có duyên nữa. Số phone của Tính là 0983 383 509. Nếu mà các anh chị mà có nhu cầu quay phim, chụp hình, chào bán bất động sản cũng như là có nhu cầu mong muốn tìm kiếm mua nhà đất tại khu vực quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì hãy gửi nhu cầu đó cho Tính qua số phone là 0983 383 509. Tính sẽ nắm bắt được cái nhu cầu của mình và tìm kiếm cho các anh chị một cái lô đất hoặc là một cái căn nhà theo cái nhu cầu tìm kiếm của mình nó phù hợp hơn, với thời gian nhanh hơn và nó có nhiều cái địa điểm tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào trục đường số 61 có cái view mà tiếp giáp với sông nhiều nhất. Ở đây là cái công viên An Phú Hưng, công viên Tân Quy Đông nha anh chị. Cái công viên này rất là rộng. Trên cái con đường số 61 và 60 này thì Tính cũng có 4 cái căn biệt thự đang rao bán. Nếu mà anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ cho Tính theo số phone là 0983 383 509. Con đường này thì loại biệt thự là nó phân theo cái dạng là 12m chiều ngang nhân cho 24m chiều dài và có một lô đất góc cũng đang chào bán với cái giá là 45 tỷ 12m chiều ngang nhân cho 24m chiều dài nha anh chị. Buổi sáng thì thường thường ngồi cà phê cà pháo xong xuôi kiểm tra lại các công việc hàng ngày mình sẽ làm cái gì và mình còn thiếu cái gì, công việc môi giới nó gì vậy thôi. Rồi á mình sẽ rong rải các khu dân cư và ghi hình ở các khu dân cư và làm những thứ về tư liệu về các khu dân cư để đưa lên kênh cho các quý khán giả trong và ngoài nước có thể xem. Hôm nay thì nước lên á, trên nước thì chiều cường lên các anh chị, nước mực sông nó đầy. Chắc trời hôm nay thời tiết nắng đẹp cho nên thì Tính có nghĩ là tôi sẽ di chuyển qua cái khu dân cư ven sông đi để cho các anh chị xem khu dân cư ven sông nó như thế nào và ghi hình về các khu dân cư ven sông, cập nhật cái sản phẩm về khu dân cư ven sông trên kênh Tiếng Villa. Đây là cái công viên An Phú Hưng nha anh chị. Video này thì Tính xin dừng lại cái phần ở đây. Hy vọng rằng qua thước phim này một mặt nào đó cho các anh chị có một cái góc nhìn đầy đủ hơn, chính xác hơn và trung thực hơn về khu dân cư
Tân Quy Đông, phường Tam Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị trong thời gian tới.